cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Hẹo của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sàn các bạn, mà sàn này lại liên kết với lại Remitano và đào cái con Savi các bạn, rất là ok luôn. Bởi vì cái kèo này nó liên kết với lại Remitano cho nên là chúng ta chắc ăn ha, chứ là chất lượng nó không có sợ nó scam. Cho nên là các bạn nào xem video này hãy lập tức đăng ký và đào ngay đi các bạn. Bởi vì khi các bạn đăng ký vào á, các bạn sẽ KYC luôn, nó chắc ăn lắm. KYC trước thì các bạn sau này đào ra nhiêu là được nhiêu luôn ha. Hoặc là giới thiệu rep cũng vậy, họ KYC luôn thì ok luôn nha. Cho nên là trong video này, bạn nào mà đăng ký xong thì nhớ thực hiện luôn việc KYC nha. Hoặc là các bạn liên kết với lại Remitano. Nếu như các bạn có Remitano đã KYC rồi thì các bạn liên kết luôn. Chúng ta xem thông tin các bạn. Đào coi Savi liên kết với Remitano. Bước 1, tải app về, có cả cho Android và iOS. Đó, cái điều này tuyệt vời cho các bạn ha. Có cả Android và iOS luôn cho nên là ngon các bạn. Thì cái đường link mình để trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên các bạn nha. Và mã giới thiệu cũng vậy luôn. Rồi bước 2 là xác minh hai cấp độ để tăng tốc độ đào nhé. Ai có tài khoản sàn Remitano KYC rồi thì liên kết để khỏi KYC. Còn ai chưa có thì làm hai bước này. Chọn quốc gia, xác minh cấp 1. Rồi xác minh cấp 2, chụp hai mặt căn cước công dân và quét mặt là xong. Bước 3, quay lại trang chủ, nhìn giữa màn hình, chọn khai thác Savi mỗi ngày 3 phiên giờ và đào một lần. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Các bạn hãy xem một cách cẩn thận và làm theo một cách rõ ràng nha. Mình làm một cách chi tiết cho các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn hãy đi vào mô tả video hoặc bình luận đầu tiên, các bạn sẽ thấy cái đường link. Các bạn bấm vào đi các bạn. Rồi sau khi các bạn bấm vào đường link, nó sẽ ra như thế này các bạn. Tức là nó sẽ chuyển cho các bạn đến Google Play hoặc App Store để các bạn cài cái coi Savi này vào các bạn nha. Thì các bạn hãy bấm vào cài đặt đi các bạn. Rồi các bạn đợi chút xíu ha, cho nó tải xuống và cài đặt các bạn nha. Thì mình đang sử dụng trên Android thì mình nó sẽ chuyển qua Google Play. Còn các bạn mà sử dụng iPhone thì vẫn ok các bạn nha, vẫn chạy được. Cái con này chúng ta khai thác cái con Savi cho nên là các bạn tranh thủ làm sớm các bạn. Nó giống như là con Renet ngày xưa đào các bạn. Renet ngày xưa đào thì nếu như các bạn nào đào sớm á, mà các bạn có nhiều rep các bạn cũng ăn được vài nghìn đô chứ không ít đâu ha. Thì cho nên là các bạn hãy tranh thủ cái con này cũng vậy. Rồi các bạn đợi chút xíu cho nó cài đặt đây các bạn, nhanh thôi các bạn ha, nó không có lâu. Rồi sau khi nó cài đặt xong các bạn thì trên điện thoại của mình nó chắc chắn là nó sẽ chuyển qua cái bước gọi là kiểm tra các bạn ha. Còn nếu nó không có thì chúng ta hãy bấm vào cái chữ mở luôn các bạn, bấm vào cái chữ mở luôn. Thì khi các bạn mà xong rồi đó thì các bạn sẽ mở lên và ra như thế này. Thì các bạn sẽ bấm vào cái chữ là Login Register các bạn. Để chúng ta sẽ đăng ký một tài khoản ha. Thì ở đây nó sẽ có hai cái, là một là Continue with Email. Còn hoặc là Continue with Google. Thì cái Login mà Continue with Email có nghĩa là các bạn chọn email rồi các bạn đặt mật khẩu. Còn các bạn continue with Google thì các bạn không cần đặt mật khẩu và các bạn sẽ trực tiếp liên kết với cái Gmail luôn. Thì nó dễ hơn ha. Update successful nè, không sao các bạn, cái này là nó update thôi ha. Refresh now các bạn. Refresh now chọn cái chọn chắc ăn ha. Để cho nó cái app nó chạy trơn tru thôi, chứ không có gì hết. Rồi các bạn. Rồi chúng ta đã quay lại và chúng ta bấm vào chữ login ha, register các bạn. Rồi thì mình ở đây mình sẽ chọn là continue with Google các bạn ha. Rồi sau khi các bạn chọn bước này rồi, các bạn chọn lại một cái email nào đó ha, các bạn kích vào một email nào đó các bạn nha. Tại bước này á, mình chọn continue with Google, hình như nó bị lỗi các bạn, nó không vào được. Thôi thì mình chọn bằng cách là login bằng email đó các bạn. Thì các bạn hãy điền cái email của các bạn vào. Ví dụ như ở đây mình sẽ điền là Lý Việt Ambo ha. Rồi sau đó thì bấm continue with email các bạn ha. Đăng ký bằng cách này đi. Rồi thì nó sẽ nói là nó sẽ gửi cho mình một cái code ha. Thì mình điền cái code vào đây. Mình vô email, mình tìm cái code mình điền vào đây. Rồi sau đó bấm continue with login nha các bạn ha. Đó, các bạn thấy không, có email rồi đó. Rồi các bạn khi các bạn mở email lên thì các bạn sẽ thấy một cái dòng code nè. Đó, mình che rồi. Thì nó nói là đừng có chia sẻ cho ai và cái link này chỉ có tác dụng trong 5 phút. Rồi các bạn copy cái này, các bạn dán vô cái kia ha. Rồi sau đó thì các bạn bấm tiếp tục nha. Các bạn sẽ dán cái cụm vài thòng lọn nó vô đây các bạn ha. Rồi sau đó các bạn bấm continue with in nha các bạn nha. Rồi sau khi các bạn dán vào, các bạn bấm continue thì nó ra như thế này. Thì các bạn tích vào đây cho mình. Và ở đây là refer code option gì nè. Thì các bạn xem. Đó. Thì các bạn phải mở cái option này ra nha.
các bạn bấm vô dòng này, rồi các bạn điền cái mã giới thiệu của mình ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên vào các bạn nha. Hãy ủng hộ mình bằng cách sử dụng cái mã ha. Đây nè, đây các bạn, cái mã giới thiệu nè, mình sẽ để trong mô tả video nha. Các bạn lấy cái đó các bạn điền vô các bạn nha. Rồi tạm thời mình ngưng để mình điền vào. Hoặc là các bạn nhìn vào đây, các bạn nhìn vào trên màn hình các bạn thấy số nào thì các bạn điền y chang như vậy nha. Thì mình sẽ để cái mã giới thiệu ở đó. Rồi sau đó các bạn bấm continue giúp mình các bạn nha. Rồi các bạn, sau khi mà các bạn đã bấm continue và nó đến bước này ha, thì các bạn sẽ thấy là bạn chưa có verify, được chưa? Verify your identificator nè, mất 2 phút. Link account, này là link account, link đến cái Remitano ha, để share cái thông tin. Thì các bạn làm cái nào cũng được. Nếu như các bạn chưa có sàn Remitano mà chưa KYC thì các bạn kích vào đây. Đó, ví dụ kích vào đây. Thì các bạn sẽ thấy nè, level 1 là cái gì đó. Cái này là cái mức, hạn mức nó giao dịch ha. Thì các bạn phải làm verify. Còn á, level 2 á, là cái gì đây? Thì chúng ta xem cái thông tin nè. Ở đây thì mình chắc liên kết với lại ấy nha. Đây. Chọn quốc gia và xác minh cấp 1 ha. Rồi xác minh cấp 2 là thêm cái căn cước công dân và quét khuôn mặt thôi các bạn. Tức là cấp 1 là các bạn thêm quốc gia là Việt Nam ha. Bước 2 là các bạn thêm căn cước công dân và quét khuôn mặt thôi ha. Còn mình ở đây chắc có lẽ là mình liên kết với Remitano các bạn. Thì mình sẽ trở ra nha các bạn, làm ở đây. Bây giờ bạn bấm Verify Now. Rồi các bạn làm theo nha, mình nghĩ là rất dễ các bạn ha. Cái bước này chắc có lẽ là mình không thể hướng dẫn các bạn được. Hoặc là đã bấm Verify Now sao. Rồi, các bạn chọn đây quốc gia nhé. Chọn đây Continue các bạn. À, xin lỗi, chọn đây quốc gia Việt Nam ha. Đó, các bạn chọn Việt Nam rồi các bạn bấm Next nhé. Được chưa? Bấm Next là làm theo đó các bạn, rất là dễ. Tại vì mình không có sử dụng cái liên kết này. Cho nên là mình không có thể làm tiếp được. Rồi, cái này cũng vậy. Rồi, cái khi các bạn làm xong cái bước 1 rồi, các bạn sẽ qua bước 2 nha. Thì đối với những người là không có cái việc liên kết với lại Remitano. Còn mình thì mình có, thì mình sẽ chọn phía dưới nè. Mình sẽ quay ra và mình chọn cái phía dưới các bạn. Đâu rồi? Đây, mình vô đây ha. Mình vô đây các bạn nha. Để mình kiếm lại cái bước đây nè. Cái bước KYC nè. Bấm vô đây. Rồi nó chơi thế này thì bắt mình phải liên kết rồi. Đây nè, link Remitano account các bạn ha. À, thì chưa có link thì bấm vô đây. Đó, rồi link with Remitano ha. Thì mình sẽ bấm vào đây. Để vào link với lại Remitano. Đó. Để nó lấy cái phần mà KYC đó các bạn ha. Nó dễ hơn. Tại vì KYC trên sàn Remitano thì mình làm rồi. Đó thì nó cho nó dễ hơn, mất công là mình phải đi ngồi chụp lại nữa. Còn bạn nào chưa có thì các bạn nên chụp lại nha. Rồi. Chúng ta phải đọc cái thông tin các bạn. Chuyển tiền giữa tài khoản CoinSavvy và tài khoản Remitano sử dụng địa chỉ email được liên kết với tài khoản Remitano của bạn, sử dụng thông tin KYC tài khoản của bạn, họ tên, quốc gia, số ID, vân vân. Rồi. Bấm tiếp tục luôn. Partner with Remitano, tức là đối tác của Remitano đó các bạn. Đó. Như vậy là mình đã thành công rồi các bạn. Liên kết là đã thành công rồi nè. Nó báo là Remitano account link started chain nè. Thì chúng ta giờ đây chúng ta xem coi nó đã liên kết hay ok chưa. Và đã xác minh chưa. Đã link rồi ha. Đó, đã link rồi nè. Cho nên là đã link rồi thì ok rồi.
nè, thấy không? Cả link thì vô đây là verify hết các bạn, verify hết, ok chưa? Đó, nó rất là đơn giản. Nếu mà các bạn chưa có Realme Tano thì các bạn mới làm cái bước đó ha, còn mình đã có rồi thì ok rồi. Rồi, sau đó thì bây giờ vấn đề là chúng ta đi tìm cái chỗ để chúng ta cao, thì ở đây cũng có cái những cái trang cộng đồng của nó các bạn, như là Facebook nè, hay là Twitter nè, hay là Telegram ha. Các bạn cũng nhớ hãy ấy nha. Rồi bây giờ quan trọng là chỗ này các bạn, đây nè, My Now nè các bạn, đây ha. Như vậy nhớ KYC thì mới được My Now chắc ăn các bạn nha, My Now, để cho nó đào cái con sao vi các bạn. Rồi bấm My Now, Money Now các bạn. Tốc độ của nó là 0.08 sao vi trên một phần các bạn, bấm vô đây đó. Như vậy 4 giờ là chúng ta bật một lần ha. Rồi bấm vô đây xem là cái gì đây, chúng ta phải xem các bạn. Hình như là mỗi ngày các bạn được ba lần đào các bạn đó, ba cái búa đó ha. À đây là fish tray gì đó, thì các bạn xem thêm cái này nha. Cái này tạm thời mình chưa có hướng dẫn các bạn đâu, bây giờ là vấn đề là chúng ta cứ mai nào thôi ha, mai nào mai nhìn nào ha. Đó thì ba lăng của nó là 0.08 nha. Thì sau cái này nữa này tiếp tục đó, nó đang mining rồi các bạn. Rồi khi mà mining xong các bạn nhìn phía dưới có chữ referral, được chưa? Ở đây chính là đường link giới thiệu và mã giới thiệu. Rồi thì đây chính là mã giới thiệu của mình là 0775 4609 các bạn nha. Và đường link của mình để ở dưới mô tả video hoặc blog tiên cái mã giới thiệu và đường link này. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách sử dụng cái mã giới thiệu này các bạn nhé. Các bạn nhìn vô là các bạn điền rất là ok luôn ha. Rồi khi thấy video này hãy lập tức mở điện thoại lên và cài cái app Savvy Devo các bạn, đào đi các bạn ha, tranh thủ đi các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video và hãy nhớ bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình, sau đó bật cái chuông thông báo các bạn để khi nào có những thông tin quan trọng cập nhật thì các bạn kịp thời theo dõi được nha. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video sau.